Đối với người Việt Nam, thì nạn đói năm 1945 là một quá khứ đau buồn và cũng rất khó quên. Ước tính trong khoảng thời gian này đã có hơn 2 triệu đồng bào tử vong. Đây là một con số rất khủng khiếp. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại nạn đói đáng nhớ này các bạn nhé. Thời điểm năm 1937 đến năm 1945 là thời gian mà cuộc chiến tranh Trung-Nhật nổ ra. Trong khoảng thời gian này, tuyến đường sắt Hải Phòng-Vân Nam là một trong những cửa ngõ duy nhất để Trung Quốc nhận viện trợ từ Hoa Kỳ. Ngửi được mùi nguy hiểm này, vào năm 1940, Nhật Bản đã đặt chân đến Đông Dương để chặn đứng tuyến đường này. Lúc ấy, Pháp không đứng ra bảo vệ Việt Nam như những gì đã gáy. Thay vào đó, Pháp nhanh chóng đầu hàng và còn kết cấu với phát xít Nhật để áp bức dân ta. Vậy là Việt Nam bị rơi vào thế một cổ hai tròng. Sau khi đến Việt Nam, Nhật đưa ra hàng loạt yêu sách. Đầu tiên là cấm vận, chuyển lương thực từ Nam ra Bắc vì sợ lương thực sẽ bị tuồn qua Trung Quốc. Thứ hai là phạm vi trong tỉnh thì chỉ được chở dưới 50kg gạo để dễ bề kiểm soát. Mặt khác, ở miền Bắc, dân ta cứ làm ra bao nhiêu thì Nhật lấy gần hết. Số còn lại cũng bị Pháp vét sạch để lấy gạo dự trữ phòng khi combat với Nhật hoặc tái xâm lược Việt Nam. Theo tài liệu của chính quyền Pháp ở Đông Dương, từ năm 1941, số gạo xuất ra nước ngoài là 700.000 tấn. Năm 1942 là 1.050.000 tấn. Năm 43 là 950.000 tấn. Và đến năm 44 là 900.000 tấn. Thứ ba, Nhật Bản bắt dân ta nhổ lúa trong đay để giải quyết vấn nạn khan hiếm vải lụa và những cây dầu dùng để chế xuất nhiên liệu. Vậy là chỉ trong vòng 4 năm từ năm 40 đến năm 44, diện tích trồng đay đã tăng từ 5.000 hecta lên 45.000 hecta. Diện tích trồng lúa thì bị cắt theo chiều hướng ngược lại, mà nhu cầu ăn cơm thì đâu có giảm, lại còn phải nuôi thêm 100.000 cái miệng ăn của lính Nhật. Dân ta phải oằn mình gia tăng sản xuất, nhưng thiên tai lại ập đến. Vào tháng 9 năm 1944, trận lụt lớn nhất đã làm vỡ đê La Giang, Hà Tĩnh và đê sông Cả, Nghệ An, khiến hoa màu mất trắng. Mất mùa là thế, nhưng Pháp và triều đình nhà Nguyễn vẫn cung cấp cho Nhật hơn 900.000 tấn gạo. Ở miền Bắc, cung chẳng đủ cầu, khiến giá gạo tăng một cách phi mã. Cụ thể, năm 1943, một tạ gạo có giá 31 đồng Đông Dương, ra chợ đen thì tăng lên 57 đồng. Thế nhưng, đến đầu năm 45, giá chính thức vọt lên 53 đồng, còn giá ở chợ đen thì khi đến 800 đồng. Với cái giá đắt còn hơn cắt cổ, dân nghèo chẳng có tiền mua. Lúc bấy giờ, nạn đói hoành hành ở 32 tỉnh miền Bắc và Bắc Trung Bộ. Trong đó, các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề nhất là các tỉnh đồng bằng dân số tập trung đông như Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng hay Thanh Hóa. Đến đây thì một số người sẽ đặt ra câu hỏi, một nước nông nghiệp mà lại không có kho thóc dự trữ hay sao? Thì câu trả lời là ở các kho thóc có khả năng cứu đói trực tiếp tại miền Bắc đều đã nằm trong tay quân đội Nhật. Lúc đó, quân Nhật chỉ quan tâm đến lương thực để phục vụ chiến tranh nên đã nhắm mắt làm ngơ trước cái chết của hàng triệu người dân bản địa. Còn người dân thì đói quá nên ăn từ rau dại cho đến chó, mèo, trâu, bò, thậm chí là cá chê, sặc mùi vẫn cố để ăn chống đói. Khi không còn gì để ăn nữa, họ đành ngồi chờ chết. Đợi lúc nào chút hơi thở cuối cùng thì người nhà sẽ mang đi chôn. Tháng 3 năm 1945 là thời kỳ nạn đói lên đến đỉnh điểm. Cảnh tượng lúc ấy chẳng khác gì hình ảnh mà chúng ta thường xem trong những bộ phim về ngày tận thế. Ai cũng chỉ còn da bọc xương, người chết ngả như dạ, có những gia đình hay cả dòng họ chẳng còn lấy một người. Cứ đi ra đường là thấy xác nằm la liệt, đôi khi cũng có những người nằm đó mà chẳng biết còn sống hay đã chết. Mặc dù không công bố số liệu chính thức, nhưng nhiều tài liệu đã chỉ ra có khoảng hơn 2 triệu người chết vì nạn đói này. Điều đáng nói là thời điểm ấy, dân số của Việt Nam chỉ có 23 triệu người. Như vậy, trung bình cứ 10 người thì có một người ra đi. Giữa lúc nạn đói lên đến đỉnh điểm, từ ngày 9 tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính Pháp, Mặt trận Việt Minh nhân cơ hội chính quyền mới vẫn còn non trẻ, có với sự ủng hộ của đông đảo nhân dân, liền phát động phong trào phá hàng trăm kho thóc của Nhật để cứu đói. Phong trào diễn ra sôi nổi và nạn đói phần nào được đẩy lui. Đến vụ chiêm cũng là tháng 6 năm đó, khi có gạo mới, người dân được ăn bữa cơm no, nhưng vì ăn quá nhiều cho nên lại một lần nữa rất nhiều người đã ra đi chỉ vì bội thực. Đến tháng 8 năm 1945, cuộc cách mạng tháng 8 nổ ra, đập tan ách thống trị của đế quốc phong kiến và lập ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản tuyên ngôn độc lập. Một ngày sau, trong phiên họp đầu tiên của chính phủ, một trong những nhiệm vụ cấp bách của chính phủ là cứu đói để vực dậy một dân tộc đã và đang trải qua nạn đói kinh khủng. Đến năm 46, nạn đói cơ bản đã được giải quyết, nhưng nỗi ám ảnh về nạn đói năm 45 vẫn còn lại cho tới tận bây giờ. Ngày nay, chúng ta không phải lo lắng quá nhiều về lương thực so với thế hệ ông cha. Chúng ta đang có một cuộc sống sung sướng hơn rất nhiều, nhưng cũng vì sướng hơn ngày xưa mà nhiều bạn trẻ lại sống một cách buông thả, ăn chơi, dấn thân vào các tệ nạn xã hội. Phải chăng thế hệ đi trước đã hy sinh để chúng ta vi phạm như vậy? Cũng có nhiều bạn lại xấu hổ vì mình nghèo khi bố mẹ là nông dân,
thì hãy nhớ rằng dù bạn nghèo vẫn có cơm ăn, vẫn không phải vật vã vì quá đói. Hãy cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống bạn đã có, tất nhiên là cũng cần cố gắng vì tương lai.